giá bất động sản tại một số khu vực bất ngờ tăng giữa bối cảnh trầm lắng. Trong quý 2, thị trường bất động sản vẫn duy trì nhịp độ ảm đạm ở cả miền Nam và miền Bắc, song một số khu vực bất ngờ có mức giá bật tăng so với quý trước. Báo cáo thị trường bất động sản quý 2 năm 2023 tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc của bất động sản, com, Việt Nam cho thấy, sau thời gian sụt giảm đầu năm 2023, mức độ quan tâm bất động sản bán và cho thuê đều đã đi ngang. Về phân khúc chung cư bán, mức độ quan tâm đã ghi nhận tăng trưởng nhẹ, song giá giao bán và lượng giao dịch chưa có sự cải thiện. Cụ thể, mức độ quan tâm chung cư tại Nam Từ Liêm, Hà Đông, Hoàng Mai, Long Biên tăng từ 1 đến 6%, còn các khu vực như Cầu Giấy, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Đống Đa, Gia Lâm, Ba Đình giảm từ 1 đến 13%. Về chung cư cho thuê, không có biến động mạnh về giá giao và mức độ quan tâm, trong đó chung cư có diện tích tiếp tục thu hút được khách. Trong quý vừa qua, Nam Từ Liêm là khu vực duy nhất có giá thuê tăng 6%, Thanh Xuân và Hai Bà Trưng có giá thuê đi xuống khoảng 4 đến 7%, còn các khu vực khác ca có sự biến động. Về phân khúc nhà phố, giá giao bán tăng nhẹ trong khi mức độ quan tâm tiếp tục giảm mạnh ở nhiều quận huyện. Cụ thể, quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Long Biên giảm mạnh từ 17 đến 24%. Về nhà phố cho thuê, giá thuê giảm mạnh ở nhiều quận huyện như Thanh Xuân, Ba Đình giảm 14%, Đống Đa giảm 13%, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng giảm 6 đến 7%. Phân khúc đất nền, mức độ quan tâm chưa có sự cải thiện, giá bán tăng nhẹ ở một số quận huyện ngoại thành như Thanh Trì tăng 6%, Hoài Đức tăng 4%, Gia Lâm, Long Biên tăng 2%. Ngược lại, đất nền ở các khu vực như Thanh Oai, Sóc Sơn, Đông Anh hay Ba Vì lại sụt giảm 2 đến 13% về giá và giảm 2 đến 15% về mức độ quan tâm. Bất động sản.com Việt Nam cho biết, hầu hết các tỉnh đều ghi nhận mức độ quan tâm nhà riêng giảm và mức độ biến động giá ít. Trong đó giá nhà riêng tại Hưng Yên tăng 9%, Bắc Ninh giảm 8%, còn các tỉnh như Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang gần như đứng im. Mức độ quan tâm của đất nền đã tăng ở một số tỉnh phía Đông Hà Nội. Về giá bán đất nền tại Bắc Ninh bất ngờ bật tăng 15%, Hải Phòng tăng 9%. Tại thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh và miền Nam, hoạt động tiêu dùng khó khăn dẫn đến sụt giảm mức độ quan tâm và giá giao bán nhà phố. Về giá bán, trong quý 2 Tân Bình và quận 7 giá bán tăng lần lượt là 4% và 7%, còn các quận huyện khác tại thành phố Hồ Chí Minh giá giảm từ 2 đến 7%, trong đó quận 3 có giá giảm mạnh nhất 12% và gò vấp giảm 8%. Tại phân khúc nhà riêng, giá giao bán chỉ giảm nhẹ, mức độ quan tâm đã cải thiện tại một số khu vực. Cụ thể, về mức độ quan tâm Thủ Đức, Bình Thạnh, Tân Phú, Quận 7, Tân Bình, Quận 12 tăng từ 2 đến 18%. Về giá bán đồng loạt giảm từ 1 đến 4% so với quý trước đó. Tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, đất nền ở một vài khu vực như Hóc Môn, Bình Chánh, Quận 9, lượt quan tâm tìm kiếm ghi nhận tăng 6 đến 7% so với cuối năm 2022. Về giá bán trong quý 2, các khu vực như Củ Chi, Thủ Đức, Bình Chánh, Nhà Bè đều giảm 1 đến 8% so với quý 1. Tại phân khúc nhà riêng, giá bán và mức độ quan tâm tăng nhẹ tại một số quận. Cụ thể, tại Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên, Tây Hồ giá bán tăng nhẹ 1 đến 2%, đang chú ý quận Hà Đông tăng mạnh nhất 5%. Một số tỉnh xung quanh thành phố Hồ Chí Minh như Bình Dương hay Bà Rịa, Vũng Tàu, giá giao bán lần lượt dao động khoảng 22 triệu M2 và 12 triệu M2, lần lượt tăng 4 đến 10%. Long An không biến động nhiều so với quý 1, vẫn ở mức 12 triệu M2. Trong khi đó, giá giao bán đất nền ở Đồng Nai và Cần Thơ lại giảm tương đối 6 đến 8%. Xét về giá bán, đất nền ở Cần Thơ là địa phương có giá giao bán cao nhất, ở mức 30 đến 35 triệu đồng trên mét vuông.